Trung tâm giao dịch bất động sản Nhân Trạch, Phước Bình Len xin kính chào quý vị và các bạn. Trung tâm giao dịch bất động sản Phước Bình Len có một sản phẩm đất nền mặt tiền đường Hùng Vương, xã Phước An, huyện Nhân Trạch gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có quan tâm đến thửa đất này xin liên hệ với Trung tâm giao dịch Phước Bình Len theo số hotline đang hiển thị. Lô đất này là nằm cách cái ngã ba đường Nguyễn Văn Cừ và đường Hùng Vương chừng khoảng 400m. Và diện tích của lô đất là 312m2, mặt tiền bám đường Hùng Vương rộng 9m và mặt tiền bám vào một cái đường hẻm rộng dài 35m. Có nghĩa là lô đất này là lô đất hai mặt tiền đường. Và tổng diện tích là 312m2 thì trong đó đã có sẵn là 216m2 đất ở lâu dài, gọi là đất thổ cư đó. Còn lại là đất cây lô 5. Thì lô đất này nằm trong tổng thể của khu đô thị mới Phước An Long Thọ. Và khu đô thị mới Phước An Long Thọ tới đây sẽ được đầu tư rất nhiều các dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân và cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Nhân Trạch. Chính vì thế nên là cái lô đất này nằm ở cái khu vực rất là tiềm năng và lợi thế. Quý vị và các bạn quan tâm đến lô đất này xin liên hệ với chúng tôi thì để chúng tôi cung cấp các thông tin pháp lý và giá cả của lô đất này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của Trung tâm giao dịch bất động sản Phước Bình Len. Kính chúc quý vị và các bạn mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip sau. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.